Thưa quý vị, xác định cải cách hành chính là một trong ba khâu đột phá, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công khai, minh bạch, dân chủ và trách nhiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các phòng ban, ủy ban nhân dân các phường, xã tăng cường rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính. 9 tháng năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ban hành và triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của cấp trên. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã thực hiện 42 trên 46 nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó có nhiệm vụ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, quá hạn xử lý thủ tục hành chính. 17 trên 17 phường xã trên địa bàn thành phố đều thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ dịch vụ công, nhất là dịch vụ trực tuyến được đầu tư đầy đủ. Trang thông tin điện tử thành phố liên tục công khai và cập nhật các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân nắm bắt, theo dõi và thực hiện. Việc bố trí cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa được chọn lọc kỹ càng, vừa đáp ứng về trình độ chuyên môn, phù hợp thẩm quyền, vừa phải có tác phong chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm cao. Mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp vì vậy được nâng cao. Hôm nay tôi đến đây làm giấy chứng sinh cho con. Các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ rất nhiệt tình, chu đáo. Cũng nhiều cái mình cũng chưa biết, các bạn hướng dẫn cũng rất chi là tận tình và hỗ trợ hết mức có thể. Hôm nay cô đi xin chứng chỉ quy hoạch. Thì nói chung là cán bộ đây rất là tốt, cũng hướng dẫn tận tình cho mình. Cô rất là hài lòng. Nhiều khi người dân người ta không biết được cái thủ tục, mà vào đây được các nhân viên đây người ta đã chỉ dẫn cho cái cách làm và không có gì người ta hỏi thì chỉ bảo cho tận tình, cho người dân rất an tâm. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã triển khai 265 thủ tục hành chính thuộc 54 lĩnh vực, trong đó có 79 thủ tục hành chính mức độ 3, 186 thủ tục hành chính mức độ 4. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 25.900 hồ sơ. Trong số này, hơn 95,9% đã được giải quyết và tỷ lệ giải quyết đúng hạn lên đến 99,88%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến cũng đạt 98,21%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân 17 phường xã tiếp nhận hơn 66.300 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đạt 99,85%. Thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một số các cái công việc, ví dụ như là khảo sát sự hài lòng của người dân, nó nằm trong cái tiêu chí chấm điểm. Thứ hai là phải quan tâm thật sâu sát những cái ở khu phố và những cái niêm yết trong các cái tiêu chí thành phần chấm điểm và khắc phục những cái vấn đề mà năm ngoái đã bị hạn chế ở những cái tiêu chí này. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tiếp tục ban hành các chương trình kế hoạch thực hiện để nâng cao hơn nữa chất lượng cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ giữa việc thao tác xử lý hồ sơ thực tế với cập nhật tiến độ giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, không để tình trạng quá hạn. Thành phố Vũng Tàu kiên quyết xử lý những trường hợp gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và đẩy mạnh áp dụng các mô hình, sáng kiến, giải pháp hay vào thực tiễn, đồng thời cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng nộp hồ sơ mọi lúc, mọi nơi.